Xin chào tất cả các bạn nha. Cũng như hàng ngày nha mấy bạn, sáng nay mình tiếp tục đi thăm mấy tà lứ tàn nha mấy bạn, mấy tà lứ cuối mùa của vụ gắn nha mấy bạn. Thì mình đi nãy giờ cũng cả chục tay nó không dính mấy bạn ơi, cỡ này quá trời dính yếu à. Lộn cỡ dính con, hai ba con mà nhờ dính gắn trọng trọng nha mấy bạn. Hôm gài thì mấy clip vừa rồi thì mình đi clip nào cũng dính con gắn khủng nha mấy bạn, cái hoành bự bự không à. Mình lộ nãy giờ nó cũng không dính, mình chui vô chỗ tới chỗ cái tay ngay góc chanh này mấy bạn, nhớ góc chanh thiền thội có dính nhiều con chưa. Đây tà lứ nằm đây mà nó không dính nha mấy bạn, đó đó tà lứ mình dằn đó mấy bạn thấy không, đó dằn xéo xuống góc đó mà nó không dính nha mấy bạn. Bữa nay mình thấy cô bộ hiu quá mấy bạn ơi, lộ gần hết luồng lứ rồi, mười tay mười mấy tay lứ rồi. Đầu trên này lúc trước mình dằn được 30 tay nha mấy bạn, mà chuột cắn với phần bị người ta cuốn giờ còn khoảng 20 tay rồi mấy bạn ơi. Rồi mình để đại lâu lâu mình lộ mình thăm có dính thì mình ăn, còn không có là thôi mấy bạn ơi. Chứ cỡ mùa này không có xuống lưới thêm, cũng không có đi địa bàn khác luôn nha các bạn, tại vì dính yếu quá. Thôi mình cũng không nói lòng vòng nữa mấy bạn ơi, mình đi tới tay tiếp theo luôn nha các bạn. Nè lúa giờ người ta dặm rồi, muốn gần chỗ nè mấy bạn thấy không, đó giờ nó khô dưới đất mà mấy bạn nhìn nè, khô đường mẫu khô chân nè, thì cỏ thì trắng hết vậy nha các bạn. Khu vực này thì bên đó người ta trồng nhãn với măng cầu đó nha mấy bạn. Ở trước này mình có con tay nha các bạn, đây dưới góc này mình có con tay luôn, mình test thẳng luôn nha các bạn. Chà có dùng dùng mà không dính con gắn gì cũng nhìn không thấy ta. Ồ còn phải nói mấy bạn ơi, đây mình lại ta lớn mà mấy bạn nhìn thấy nó này trong bụi cỏ hơi khó quay, mấy bạn thông cảm giùm mình luôn. Đó lại mấy bạn nhìn thấy lớn mà nó dùng dùng diện gì là biết có dính nha mấy bạn. Đó mình văng tự đứa đó lên không nói ở đây là con này hiện không tát mình mấy bạn nè, đưa đầu nè mấy bạn thấy không. Con này chắc cũng không to hung mấy bạn ơi, con này chắc có khoảng 600g mấy bạn ơi. Đây nửa ký 600g, chắc được 600g, tại con này nó hơi chì, con này nó đặc nè các bạn. Nhầm con nha các bạn, nhầm con nó bỗng tha à. Đó mình mới vừa nhắc nó, bây giờ nó kênh sầm ong với mình nè các bạn thấy không. Ồ hả họng kìa. Mình mới nói nó hiền, mình mới khen nó vợ làm quá nha các bạn. Dính tuốt đầu trên, dính kế đầu đài. Rồi bạn nhìn thấy đã không, lậu dính thì lại nhìn cũng thấy đã nghe bạn, mà nó không dính lại mình thấy mình cũng mệt mỏi với nó nghe bạn. Ngay đây ngay chăn mấy mương nên mình quay nó hơi cấm cấm, mấy bạn có xem cũng thông cảm giùm mình ha. Đây, tại vì mình đi có mình hả mấy bạn ơi, mình cũng nói mấy bạn biết luôn, như lúc trước á mình đi có ông anh theo ông quay á nghe mấy bạn, nhưng mà giờ sức khỏe ổng nó yếu nghe bạn nên ổng không có đi theo mình được. Ông anh mình phái đi lắm nhưng mà ổng yếu sức khỏe nên nó không đi thôi, chứ anh khỏe là anh đi theo đường, anh phái lắm, anh phái theo mình coi mình săn bắt lắm. Hồi đó mấy năm trước mình bắt nhiều lắm đó các bạn, chứ không phải ít gì đâu, mà anh mình ổng cũng bận nhiều công việc với sức khỏe đó không có đó mấy bạn, nên ổng lộ theo mình không nổi nên không có làm kinh được. Mình thì nói thiệt mấy bạn, mình cũng không có gành về cái vụ quay này hết trơn á, như anh mình chỉ, mình chỉ quay vậy thôi, về ảnh chỉnh sửa đồ, chứ còn mình không gành nha mấy bạn. Mình nói chung là trình độ học vấn mình nó không có được nhiều quá mấy bạn, nên mình không gành. Mình thấy cái này lu bu quá mà mình nên mình cũng không có gành hung. À, mấy bạn nhìn thấy đã không, vàng ẻo nha mấy bạn. Mùa này thì hiếm lắm mấy bạn ơi, lâu lâu mới dính từng con vậy nha mấy bạn. Ngày hôm qua do dùng mình trời giấc tối lạnh, mà ban ngày nó cũng xe nắng ấm lại đó bạn, nên nó đi có dính này bạn, chơi mai thôi trời lạnh nó ngủ đông hết nha bạn. Chỉ có hậu hành á, hậu hành còn dính đi la gai nha bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn, mình xử lý con này rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem ha. Rồi đằng trước này mình cũng có hai tay nha bạn, mình văng ngay bụi sậy gấp này tay với bên cây xài đó tay nha bạn. Cái này dính cũng yếu quá các bạn ơi, bên mấy bạn có dính nhiều không chứ bên mình cái này dính yếu quá. Ngay ngã ba này mình có văng đây tay nha các bạn. Rồi mắc tiêu ta lứ rồi các bạn ơi, ta lứ này đó giờ mình văng mới dính con ngắn lãi một các bạn. Đây các bạn thấy nó quậy không, trời nắng khô mà nó quậy dụng như là có dính nữa nghe bạn. Ta lứ mình văng từ đây xuống đó nghe bạn, mắc tiêu rồi các bạn ơi, bị lưới tặc nữa rồi mấy bạn ơi. Thì mùa này vậy đó mấy bạn ơi, mùa này người ta đi tới đi lui chống chống này dễ ấy lắm nha các bạn. Mà ngay ngay mấy bạn ngay không, ở trong đây một cái bờ, ở đây một cái bờ, rồi ở đây là ngay cái ngã ba này mấy bạn, mình văng ngay đây mình đón nó đi qua đi lại chỗ ngã ba ngã tư này nghe các bạn, mà mắc tiêu mấy bạn ơi. Ta lưới này có dính đó nghe bạn, có dính mấy mắt đó. Rồi mình cũng dưới đây có con tay nữa nghe mấy bạn. Ta lưới này sao nó dụng gốc không bạn. Đây để mình dừng coi. Ừ dính còn hổ nón nữa mấy bạn ơi, tìm quá được cỡ này gì cũng đỡ.
Tài lưới này nếu mà bạn mấy bạn đi thăm sơ ý không nhìn trên gốc đó là thấy thua nghe bạn. Mấy bạn thấy tài lưới còn đứng thẳng luôn không? Tại do con rắn nó dính mấy con né lưới đó, bạn nó bắt dặn xéo nó đi đó, mấy bạn thấy không? Nó đi thục có khác đầu đài đó. Tài lưới mình văng từ đây nè, từ gốc này lên tới đây nè, tài lưới này bảy tắc nha các bạn. Tại cỡ này nước nó cạn nhiều rồi, mình văng hơi dài chút đó mấy bạn, chứ lúc nữa vừa lên mình văng tay thấp thấp không mấy bạn. Đó, các bạn cũng thấy nó trốn ghê không? Mình lại nhìn thấy lưới nó hơi dùng dùng như nè mấy bạn, là mình biết có dính rồi nè. Thông thường nhầm con bự hay là xe sát xuống vậy luôn nè, còn như con này nó không xe được nhiều, tại con này cũng không bự nha các bạn. Con này hổ nón này chắc cỡ bỏ khoảng nửa ký vậy mấy bạn ơi. Con hồi nãy được 600g chứ con này chắc cỡ nửa ký à. Đó, các bạn thấy phù cái đầu lên luôn không? Nó dính sát góc đầu đại né nha các bạn, mấy con này là dạng né lớn nè, các bạn thấy hung ghê không? Đó. Này mấy con này là mấy con né lứ đó mấy bạn, bởi nó đi sát đồ đài mình nhìn sơ ý là rồi đó nghe các bạn. Đây que mình ghim nè, que sắt ghim mà nó nhổ lên chân phải không, phải không? Con này chắc cũng mới dính đó chứ dính lâu là nó sẽ nhổ liền nghe bạn, nhổ mấy que sắt này xe dữ lắm xe. Nhờ bữa nay mình đi thăm cỡ này ít dính mình cũng nhìn lứ kỹ lắm mấy bạn ơi, chứ mình không nhìn lứ kỹ là thua. Con này phùng lên thấy bự gì nghe bạn, chứ con này cỡ nửa ký nghe bạn, nửa ký hơn nửa ký chứ không quá bự nghe bạn. Nhìn thấy nó bè này nhìn như gắn mình nói cả ký không. Như sự thật không có mấy bạn, gắn nãy bậm, gắn hồi nãy á, gắn nãy gắn đó, gắn đặt đó mấy bạn, mình cầm lên mình biết nó chì tay lắm. Gắn đó là từ 600g đó, nửa ký, 600g, hơn 600g chừng nữa, còn con này là mấy bạn căng chừng nửa ký hết mức. Đó, bạn thấy đã không? Dính thì nhìn đã lắm mấy bạn ơi, còn nó không dính thì nhìn cũng lội cũng tơi tả giò cắn hết. Này mình đón nó trong cục sậy này đi ra nghe mấy bạn. Con này là con thứ hai nghe mấy bạn. Đây thì hành trang của mình thì cũng như mọi ngày nha mấy bạn. Đây một con này là mới dính nãy nha các bạn. Còn đây là số lưới mình đem theo, chỗ nào dính quá gắt rồi mình thay lưới thôi, chứ giờ chỗ văng hết chỗ mấy bạn ơi. Mình nói thiệt bây giờ là nói về lưới là mình không xuống được nữa. Trừ khi xuống đi địa điểm mới thôi, nhưng mà mình thấy nó dính yếu quá mình xuống uổng lưới mấy bạn ơi. Để xuống không bao lâu cái mình cũng mắc bỏ lưới chân à, chứ cỡ này quá trời bẫy tặc mấy bạn ơi. Khô khô vậy người ta dễ đi nè, đi qua đi lại nhìn thấy. Đây một con nè các bạn, con này con thứ hai nha các bạn. Còn đây là mình đem theo cái gói thuốc mình hút bữa nay quên đem nước uống mấy bạn ơi. Để thôi mình có đi ra hết luồng này, mình ra đường lộ mình ghé quán mình kiếm chai nước uống. Đó, bạn thấy đã chưa? Thôi mình cũng xin ngưng máy đây nha các bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo nó có dính mình test trời cho mấy bạn xem. Rồi mình về tới nhà mấy bạn ơi. Cái này quá thắt mấy bạn ơi. Nói chung là bữa nay thắt thu nữa được có hai chú mấy bạn ơi. Đây thì thành quả bữa nay đây đó, được có hai em không ngựa nghe bạn, hai em mổ nón đó, này chừng ký mốt ký hai mấy bạn ơi, chắc được cỡ ký hai à, con có 500 mấy gram gì hà, chứ con đâu cỡ 600-700 gì đó. Đó được có hai chú đó, cái này quá thắt thu nha các bạn, cái này quá yếu rồi, nhìn hết mùa nha các bạn. Này là mình đi thu gom những con rắn cuối mùa nha các bạn. Đây mình về tới nhà này, chỗ đằng sau hè mình là chăn trại gà mình đây nghe các bạn. Đây mình cũng có đổ gà đá nha, nhiều lắm nha các bạn. Này, đó, hai con đấu nhau như kìa các bạn ơi. Cùng mang dữ rồi. Đây. Các bạn có xem clip này cũng thông cảm cho mình nha, tại vì do lý do là cỡ dạo này nó ít dính quá các bạn, nó cũng đã cuối mùa rồi, cho nên mình cũng không có dính được nhiều, test lại cho mấy bạn xem nó đẹp clip chút, còn giờ nó dính quá yếu nha các bạn. Bạn có xem cũng thông cảm dùm cái nghề này, nó cũng gian nan với nó các bạn, hết mùa rồi vậy đó. Còn như đầu mùa mình nói thiệt mấy bạn, nói chung là gắn nó dính là dính gắn hổ ngựa, gắn lãi còn muốn chơi nữa, tàn kiếm hổ hành đồ không đó mà. Còn như bây giờ là nói chung là dính được con gắn là thấy quý đó nghe bạn, lãi hổ ngựa diện được, gắn nước diện được mà nó còn không dính nữa đó các bạn. Đó, thì sớm giờ đi buổi sáng nó được con nhiêu đó bạn cũng đã thấy đó, được hai chú à. Thôi giờ mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng clip đây đi, rồi mình nếu mấy bạn có xem thì nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ nha các bạn. Rồi thôi, máy bay, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.